Chào các bạn, cái hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nó là đảo phách, nó gọi là syncopation. Ok, thì bây giờ mình mở cái metronome lên, mình đánh hai cái dòng đó. Dòng 1, dòng 2, mình đánh cái dòng 1 trước. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Ok, đánh cái dòng 2 nè. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Nó không khác gì hết trơn, nó giống y chang. Thì ở cái dòng số 1 đó, các bạn nhìn thấy ngay cái chỗ dấu nối này không? Ok, ngay chỗ dấu nối này nè. Thì khi nó nối từ nốt này qua nốt này thì cái nốt này là cái nốt không đánh, nhưng mà trường độ vẫn vang tới đó. Thì ngay chỗ nốt này không đánh mà vẫn có trường độ, vẫn nốt vẫn vang tới đó, cho nên cái phách nó sẽ rớt ngay chỗ đây. Và mình có một cái cảm giác đó là ngay chỗ đó nó bị nhấn lệch đi, nó nhấn ngay chỗ nốt này nè, nó nhấn lệch cái phách đó. Thì ở dưới này nó cũng vậy, 1, 2, 1, 2, 1, 2, không. Thì cái nhịp nó rớt ngay chỗ số 4 này nè, nhịp số 4 rớt ngay chỗ này. Nó không có nốt nào hết. Thì nốt vẫn, cái trường độ nốt vẫn vang tới đây. Thành thử cái mà mình muốn nhấn mạnh trong cái trường hợp đảo phách này, mà nếu như các bạn có quên đi, không nhớ, nó không biết đánh như thế nào, thì mình có thể ghi hết ra tất cả các nốt đơn như thế này nè, để mình phân tích. Thì lúc đó mình sẽ nhớ về cái tiết tấu đảo phách này, biết đánh nó như thế nào. Ví dụ như hình số 1, nó không có dấu nối nè. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Thấy không? Nó không có sự đảo phách nào ở đây hết. Thì khi cái dấu nối này ghi như thế này và ở dưới là đảo phách, nó cũng giống nhau y chang thôi. Ok. Cũng như vậy mình đi qua một cái trường hợp khác. Ví dụ như bạn thấy ở đây nó cũng đảo phách nè. Ở trên dấu nối, ở phía dưới là đảo phách. Ok. Hình 1 nha. Hình 1 nè. 1, 2, 2, 2, 2, 1. Ok, lại nha. 1, 2, 2, 2, 2, 1. Ok, cái dòng số 2 nè. 1, 2, 2, 2, 2, 1. Ok, giống nhau y chang, không khác gì hết trơn. Còn trong trường hợp nếu như mình ghi nốt đơn hoàn toàn, không có dấu nối, không có đảo phách gì hết. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok, cũng không có sự nhấn lệch ở đây, không có đảo phách ở đây. Thì khi đó nếu trong trường hợp mà mình quên đi cái việc là đánh tiết tấu đảo phách như thế nào, thì mình sẽ ghi hết nốt đơn ra phân tích. Thì hai nốt đơn là bằng một nốt đen, đúng không? Ví dụ như ở trên nè, nốt đơn đây là nốt đơn đây, ở đây là nốt đen nè, thì nó bằng hai cái nốt đơn này, đúng không? Hai cái nốt đơn này bằng nốt đen này, hai cái nốt đơn này bằng nốt đen này, thì ở đây còn lại một nốt đơn nữa, nốt đơn nữa. Thì khi đó nó sẽ ra đảo phách thôi. 1, 2, 2, 2, 2, 1.